Lâm Khánh Chi vay tiền nóng 300 triệu đồng, sau 4 năm trả lại 4 tỷ và cái kết đến bây giờ mới hé lộ. Trong buổi trò chuyện nhân dịp ra mắt bộ phim ca nhạc mới vào ngày 8 tháng 3, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có những tiết lộ bất ngờ với báo chí về chuyện mình từng gặp khó khăn về tài chính trong quá khứ và phải đi vay nặng lãi, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, trước khi gặp ông xã Phi Hùng, chị rất khó khăn về kinh tế. Bởi sau khi đi chuyển giới về, chị còn tích góp tiền để làm live show, nhưng cuối cùng lại bị lỗ nặng. Có bao nhiêu tiền là trắng tay rồi. Thời điểm đó tôi và em trai được ba mẹ cho căn nhà ở quận 4, nhưng dạo đó làm ăn không thuận lợi, tôi và em trai cũng lục đục và giận nhau. Do đó tôi phải ra ngoài thuê khách sạn ở quận 7, để ở thì gặp anh Hùng. Khi ấy tôi tâm sự hết mọi chuyện với anh, nhưng anh lại rất thương tôi, bởi vậy mà tôi mới quý và trân trọng tình yêu này. Có những chuyện tôi nói ra có thể mọi người sẽ không tin, nhưng đó là chuyện của mọi người. Còn tôi kể bằng trái tim và cảm xúc thật của tôi. Ai tin thì tôi cảm ơn, còn ai không tin thì thôi. Tại vì tôi chia sẻ là chia sẻ thật lòng, còn ý kiến của mọi người như thế nào thì đó là cảm xúc của mọi người. Nhưng thực sự là chồng tôi rất yêu tôi. Theo lời Lâm Khánh Chi, chị và ông xã yêu nhau được 6 tháng, thì chị mới bắt đầu đi làm được, hát được. Rồi từ đó mọi chuyện mới đỡ dần. Được khoảng 1 năm, ngay thời điểm chị và Phi Hùng tổ chức đám cưới, thì cả hai vẫn gặp khó khăn về tài chính, nếu không đã tổ chức đám cưới lớn và hoành tráng hơn. Giải thích về những vấn đề kinh tế mình gặp phải, giọng ca Sầu Thiên Thu cho biết, nếu tính từ khi tôi chuyển giới đến bây giờ, tôi bỏ tiền làm chuyến lưu diễn ở miền Bắc, miền Tây, miền Trung, thì tổng cộng tôi mất trắng 8 tỷ. Bao nhiêu tiền dành dụm khi đi hát đến khi lấy chồng là bay hết. Ngoài ra khi đó tôi còn mắc nợ khoảng 1 tỷ và phải nhờ bạn vay nặng lãi 300 triệu để trả tiền làm cho anh em khi làm live show. Sau 4 năm tính cả tiền lãi nó lên hơn 4 tỷ. Thậm chí khi gặp ông xã tôi vẫn nợ 1,3 tỷ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Trả lời thắc mắc của phóng viên rằng tại sao thời điểm đó nữ ca sĩ không nhờ sự giúp đỡ của gia đình, Lâm Khánh Chi bày tỏ, chị đã trưởng thành nên đâu phải cái gì cũng xin gia đình và bản thân chỉ nhận sự tài trợ của cha mẹ khi cần đầu tư cho những dự án lớn. Đồng thời lúc Lâm Khánh Chi mới đi chuyển giới về, gia đình chị vẫn chưa ủng hộ quyết định này nên chị không thể xin ai hết. Theo thời gian, cha mẹ nữ ca sĩ mới dần công nhận quyết định đi chuyển giới của chị là đúng đắn. Lâm Khánh Chi chia sẻ, tôi trải qua rất nhiều giai đoạn nhưng mà tôi không thích kể, bởi nếu kể ra mọi người lại nói tôi cố tình lên báo chí than khóc để cần tình thương từ người khác. Không bao giờ.